chào các bạn hôm nay là tối thứ ba và bây giờ là gần 10 giờ đúng không à, gần 10 giờ tối rồi và hôm nay mình livestream cho các bạn 10 cái cách để chúng ta thành công trong cuộc sống nếu mà bạn rèn luyện được thì cái cách nào bạn cũng bạn làm lĩnh vực gì bạn cũng thành công hết mà đặc biệt bạn làm kinh doanh thì bạn thành công nó vượt trội hơn à, dễ dàng thành công hơn à, rất là nhiều bạn hỏi mình là cái cách nào để chúng ta À, thành công hơn thành công vượt trội hơn vâng và hôm nay giờ này mình rất là vui à, để chúng ta em là người đầu tiên luôn đúng rồi à, chào bạn nguyễn kiên giang vâng à, và hôm nay mình livestream hơi bị trễ nhưng mà không không sao à, chúng ta cùng gặp nhau và cùng làm quen ở đâu ở đây và cùng nhau chia sẻ cái livestream đến cho tất cả mọi người vâng chào bạn nguyễn văn mùi mới quà ăn tối của mình là về đã thấy lên livestream rồi vâng và À, các bạn cùng nhau Chia sẻ livestream stream này Kết nối với tất cả mọi người Và bạn nào mà à, Mới thì comment xuống để cùng nhau quen biết với Mùi Văn, chào bạn Nguyễn Văn Mùi à, Mình mới vừa ăn tối với bạn Mùi về Với gia đình bạn Mùi về mà lên livestream thì cũng thấy bạn Mùi đã lên chào rồi Chào bạn Đào Quốc Tiến, à, có lẽ là lần đầu tiên bạn biết mình đúng không à, Chào bạn Phạm Xuân Tiên à, Lâu quá mới gặp em ha Tiên ơi Và bạn nào chúng ta livestream đến tới 11 giờ lần đó các bạn chào bạn Nguyễn Triệu Vũ ok chào bạn Hồ Kích Tri oh, một người bạn học 12 của mình ở rất là xa chào bạn Hình uh, Italia vâng à, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thi chúng ta cùng nhau kết nối và làm quen với nhau nha các bạn ơi à, chào bạn Trần Thị Anh Đào à, lâu lắm rồi mới thấy bạn tiên đó tiên ơi Trần Thị Kim Khuê À, chào bạn dung bi lâu nay em thấy em đang mất tiêu luôn vâng bạn phạm quốc lâm giờ này vẫn còn chưa ngủ ha à, chào bạn nguyễn thành nhân chào bạn nhật tuyến à, sao sách của em chưa có nữa thầy lâu chưa em à, em ở khu vực nào và lâu chưa em comment số điện thoại để mình biết chào bạn mai anh định ok chào bạn hát phan chào bạn ngọc lê chào bạn phan ngọc ánh tối nay chúng ta chia sẻ chủ đề vâng chào bạn hồ Kích tri bạn hồ cái tri ở mãi bên uh, vương quốc quốc anh mà bạn vẫn xem livestream này hình như là vào giờ này bên uh, bên nước anh là 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 đang là giờ trưa à, giờ chiều đang là giờ chiều vâng chào bạn phan ứng đạt chào bạn nguyễn trương tính ok mới đi cặp đất về thầy ơi ồ cặp đất ở đâu vậy bạn lâm ơi chào bạn phạm quốc toàn à vâng hôm nay uh, livestream mời trẻ bạn nguyễn hữu lộc vâng cảm ơn các bạn rất là nhiều à, Và hôm nay chúng ta chia sẻ một cái chủ đề nó rất là thú vị Là làm sao để chúng ta có được cái chất liệu thành công Trong cái con người của chúng ta à, 4 giờ chiều đúng rồi nó còn lệch nhau 4 tiếng đồng hồ Một tuần hơn rồi em ở Thủ Đức à, Giới hạn một tuần hơn mà em ở Thủ Đức Thì có lẽ là Vậy là em lại cho số điện thoại đi bạn Nhật Tuyến ơi nghĩa là có lẽ là nó bị vấn đề gì cho ở Thủ Đức thì chỉ khoảng 1 đến 2 ngày là nhận được rồi Em cho lại số điện thoại, có thể là là, là các bạn bị lột số điện thoại rồi các bạn quý bùi ok các bạn rất là tuyệt vời giờ này các bạn chưa ngủ và các bạn chia sẻ và mời hôm nay trễ về anh vâng chào bạn yên sắc hôm nay mới vừa đi ăn về nên là trẻ hơn mấy bữa à vậy thì bây giờ mình chia sẻ bạn cái chất liệu để chúng ta thành công những cái chất liệu để chúng ta thành công trong cuộc sống thứ nhất à cái thứ nhất các bạn comment xuống các bạn ghi vào chào bạn lê xuân vinh ok À, chào bạn cậu lê à, anh em nhà btn vâng cảm ơn bạn à, các bạn chia sẻ cái livestream đến nhiều người đi các bạn để làm sao nó lên tới 100 trăm người à, Tát bạn bè mình vào vâng à, sau cái chương trình này thì sẽ kiểm tra lại cái của em chào bạn hình chất ok chia sẻ làm sao nó tăng lên khoảng một trăm người chào bạn phan xuân thưởng ok vậy thì cái chất liệu để chúng ta thành công trong cuộc sống nó là gì ạ thứ nhất chúng ta phải ngủ dậy sớm 5 giờ sáng tất cả những người thành công trên thế giới thế giới này à, chào bạn lê trung thành à, cảm ơn bạn à, sắc giọng anh hôm nay rất tốt vâng à, năng lượng của mình lúc nào cũng rất là tốt chào bạn đình phước vâng vậy thì cái điều thứ nhất mình luôn nói rằng là các bạn phải có thói quen dậy sớm à, mỗi ngày 5 giờ sáng mỗi ngày à, bởi vì tất cả những người thành công trên thế giới này là những người đều có thói quen dậy sớm Và những người dậy trễ thì như thế nào ạ? À? Họ sẽ không đủ sức khỏe và năng lượng cho bắt đầu một cái ngày mới nó rất là tuyệt vời Nên chúng ta cần phải có thói quen dậy sớm cho bạn Tùy Vũ à một tuần chúng ta cũng, cũng có thể dậy trễ vào cái ngày cuối tuần à, Chúng ta cũng có thể nướng một chút xíu à, Cho phép chúng ta cái ngày Chủ nhật hoặc ngày thứ bảy gì đó chúng ta nướng một chút xíu Tuy nhiên à những ngày trong tuần là bắt buộc chúng ta phải dậy sớm chúng ta cần phải có thói quen dậy sớm chào bạn Trang Nguyễn vâng chào bạn Trương Trần bạn ở Biên Hòa ha à, giờ này chưa ngủ mà vẫn xem livestream ha à, và bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn thì các bạn hãy chia sẻ để gì à thứ nhất để các bạn lưu nó lại lưu nó lại để các bạn xem đi xem lại cái thứ hai là các bạn gì à các bạn uh, cho những cái người bạn bè và người thân của mình cùng xem cái livestream này để họ thay đổi đi họ thay đổi được cái tư duy họ thay đổi cái góc nhìn là một cái điều nó rất là tuyệt vời và nó rất là ý nghĩa à rất mong tới ngày đi học vâng cuối tuần này gặp rồi em à, bạn chưa Trần ơi cuối tuần này mình gặp rồi ok vậy thì chúng ta cần phải có cái thêm về dạy sớm à và nếu mà dậy sớm thì các bạn cần phải có một cái chút thói quen ngủ trưa à, cho bạn Dung Bi lúc này em ở đâu mất tiêu à, bây giờ mới thấy em chào thì chúng ta cần có cái thói quen ngủ trưa ngủ trưa một chút xíu để gì à để chúng ta sạc lại năng lượng nha khi mà buổi sáng chúng ta dậy sớm các bạn thấy không à, à tất cả những cái uh, con chim nè các bạn thấy không à, sinh vật nè thì cái sáng sớm người ta dậy sớm để người ta đón khi trời à, người ta đo đếm rằng là cái buổi sáng sớm đó cái cái khoảng bốn rưỡi và 5 giờ sáng á là cái khi trời nó rất là tốt à cái, cái khí trời khí hậu đó, đó rất là tốt Và các bạn thấy những người ở quê đó, Họ dậy rất là sớm Và các bạn thấy sức khỏe họ rất là tốt Ở Sài Gòn đó, chúng ta thường thường là chúng ta dậy rất là trễ à, Và các bạn mà dậy 7 giờ một cái là các bạn thấy cả ngày đó Các bạn 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 đầu tắt mặt tối Bạn không có kịp Không có kịp chuẩn bị cho bản thân mình luôn đó, Chứ đừng có nói là Là cho những cái việc khác à, Có nhiều bạn à, thường xuyên dậy trễ Chào bạn Nguyễn Hiệp Thành có những bạn thường xuyên dạy trễ và họ cứ luôn nói là họ không có dành thời họ không có thời gian cho gia đình họ không có dành thời gian cho gia đình à vậy thì một và họ cứ nghĩ rằng là tối họ dành thời gian cho gia, gia đình nhưng mà tối thì tối thì như thế nào à họ đối diện với cái công việc làm à, rất là nhiều họ mang công việc về nhà hoặc là họ đối diện với những cái cuộc nhậu ok bạn nào mà chưa chia sẻ livestream này về thì các bạn chia sẻ livestream này về nhà mình đi để nó nhanh tăng cái lượng người lên à xem để cả trăm người xem là chúng ta cùng nhau kết nối thì nó tuyệt vời hơn họ đối diện với gì ạ à? họ đối diện với cái việc là là họ phải nhậu nhẹt họ phải tiếp khách và thế là, là họ cứ nói là họ không có dành họ không có thời gian dành cho gia đình một trong những cái bí mật của mình thời gian dành cho gia đình rất là dễ dàng đối với mình đó là chúng ta cùng nhau dậy sớm nếu mà cả gia đình các bạn cùng nhau dậy sớm 5 giờ sáng thì các bạn có từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng cũng có thể là cùng tập thể dục với nhau cũng có thể là cùng đọc sách với nhau cũng có thể là cùng nói chuyện với nhau thì cái việc gì nó xảy ra nghĩa là các bạn có hai tiếng dành cho gia đình rồi à, rồi sau đó bạn rời ra khỏi nhà bạn làm việc nó rất là thoải mái à, những người mà họ dạy trẻ thì có họ liên tục họ đối diện là họ không có thời gian họ bận rộn lắm họ đầu tắt mặt tối thậm chí là họ chuẩn bị cho cái công việc chính một ngày đầu tiên họ còn không chuẩn bị được chứ đừng có nói họ làm gì và nếu mà ai đó mà có thói quen dạy trễ thì gần như là cái chất lượng cuộc sống của đó họ không cơ tốt chất lượng về sức khỏe nè chất lượng về suy nghĩ nè chất lượng về việc lên kế hoạch cho từng công việc nè chất lượng chuẩn bị năng lượng cho một ngày đó nè và rõ ràng khi họ ra họ xử lý vấn đề họ luôn trong cái tình trạng là rất là bực bội bực mình áp lực và điều này nó hoàn toàn không tốt chút xíu nào ok chào bạn vũ thanh huyền chào bạn phạm phương ok à. bạn nào lần đầu tiên biết mình thì như thế nào ạ à? thì hãy comment xuống và mình rất là vui lòng quen với bạn chào bạn nên ngọc long ok vâng và và các bạn tới hồi nãy giờ mình chia sẻ cái điều số 1 có hứa đúng không ạ Người ta chứng minh ra rằng là trong trong khoảng thời gian em đã chia đến 10 nhóm rồi với thầy Văn, bạn Trương Trần bạn rất là tích cực. Các bạn tao ạ? À? bạn Trương Trần rất là tích cực. À, bạn không những chia mà sẽ mà bạn chia sẻ đến 10 nhóm nữa. Bạn uh, Trần, bạn Tiến Dũng Trần, ok, cảm ơn bạn Tiến Dũng Trần, chào bạn Thắm Tăng, ok. Vậy thì nó như thế nào? À Chúng người ta chứng minh ra rằng là cái khoảng giữa à, từ 4 giờ rưỡi 5 giờ sáng á, với cái giữa ban ngày á thì là là à, cái trái đất của chúng ta nó chuyển giao giữa ban ngày giữa ban đêm à, chào bạn Jimmy Nguyễn ok chưa chào buổi tối ok chào bạn Phạm Tuấn Anh ok chào chào bạn Phan Xuân Thưởng ok giờ? cuối tuần này thầy có lớp không ạ à? cuối tuần này luôn có lớp em không có cuối tuần nào mà không có lớp đó, đó à có điều là lớp gì thôi cuối tuần này là lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 144 ok chưa à cho bạn ngô bích việt giờ này bạn chưa ngủ à vâng và cái, cái khoảng cái khoảng gì à? cái khoảng mà bốn giờ rưỡi năm giờ sáng là cái khoảng không gian mà 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 gì kết nối kết nối giữa ban đêm và ban ngày nên là cái khoảng thời điểm đó là cái khoảng mà năng lượng tốt nhất Nên là các bạn mà nếu mà các bạn để ý á là các bạn đó là chim muôn cây cảnh cây lá đồ cái giờ đó là nó đẹp nhất tại sao cái cây hoa đồ nó hay cái canh cái giờ đó nó nở hoa à, và và các bạn nhìn ra không khí đồ mọi thứ nó vô cùng đẹp à, khí hậu lúc đó nó vô cùng đẹp và chúng ta dậy sớm cái lúc đó là chúng chúng ta đang hút cái sinh khí à, giữa chuyển giao giữa ban đêm với ban ngày là cái khoảng sinh khí nó nó tuyệt vời nhất à hay là nói theo triết lý của mấy ông thiền á mấy ông ngồi thiền nhiều á thì ổng kêu cái giờ đó là cái giờ mà trái đất nó thở nên là nó 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 sẽ hút hết những cái khí độc của trái đất về và và nó đưa ra một cái sinh khí mới cho một cái ngày mới nên nó rất là tuyệt vời cuối tuần này lại có lớp hả thầy tuần nào không có lớp không có tuần nào không có lớp à bạn hỏi cái câu này là bởi vì bạn chưa quen thôi chứ còn bi training không có tuần nào là không có lớp hết ok chưa cho bạn trang phương thảo rất rất là tuyệt vời à, vượt biển lớn ok vậy thì các bạn hồi nãy giờ các bạn thấy các bạn có học được cái bài học gì không ạ à? à? chắc chắn là các bạn học được những bài học gì rồi rồi, đúng không ạ à, à như là để muốn thành công thì chúng ta cần phải có cái thói quen dạy sớm chúng ta đừng có bắt buộc chúng ta phải dạy sớm mà chúng ta phải luyện tập nó trở thành thói quen và bản thân mình mà đã trở thành một cái thói quen đó À, mình luôn luôn dậy sớm. Và tất cả những người thành công trên thế giới này họ đều dậy sớm. À, mình báo cho các bạn vậy. À, chào bạn Nguyễn Hoàng Anh, chào bạn Lê Lưu. Ok chưa? Và hồi nãy giờ mình ngồi mình nói này mà mình mình cũng chưa giới thiệu về mình, mình tên là Nguyễn Thế Duy. À, và hiện tại thì mình có um, gia đình và mình ở quận 2, mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân beginning mình sáng lập nó năm 2009 ok giờ. nơi chuyên đào tạo giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp bản thân mình thì mình cũng có hai mươi mấy năm làm kinh doanh rồi và hiện tại thì mình là tác giả của của những cái quyển sách sau đây quyển thứ nhất ok giờ. quyển thứ nhất là quyển vượt biển lớn ok chưa cách cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xưa cái quyển thứ hai là của quyển mỗi ngày một chút thôi và cái quyển thứ ba là của quyển bị dân đầu quay cái quyển này thì bán trên trang amazon và đây là bị training vườn ươm nhân btrading và đây là cái khóa học rất là nổi tiếng của của mình mình đã chia sẻ cái đây đã 9 năm rồi giúp cho các bạn ra làm chủ doanh nghiệp và cái đây là cái địa chỉ của trung tâm mình à, ok chưa à, và rất là vui làm quen với các bạn à, buổi tối hôm nay và bạn nào mà mua sách của mình các bạn nào mà mua sách của mình tối hôm nay các bạn nào mua sách của mình trên khắp mọi miền đất nước thì sách sẽ được gửi trực tiếp đến nhà các bạn gửi trực tiếp đến nhà các bạn À, trên khắp mọi miền đất nước Bằng cách các bạn inbox cho mình số điện thoại Hoặc các bạn chỉ cần gì à Cần comment số điện thoại của mình Và ngày mai các em nó sẽ gửi đến các bạn Trên khắp mọi miền đất nước Các bạn ở bất kỳ tỉnh nào Ở Việt Nam đều sách đều đến nhà của các bạn được hết Hai quyển sách là 210.000 Free ship cho bạn Ở trong thời gian này Free ship cho các bạn à, Và Và uh, sắp tới thì mình không có free ship đâu, mình lấy luôn tiền ship á, mất thêm vài chục ngàn nữa. còn hiện tại là free ship và các bạn nào mà có hai quyển sách này thì mình cũng, mình ép các bạn vào trong một cái group, à, cái group đó là cái group kinh doanh à, chào bạn Lê Dõn Hà, ok chưa? cái group đó là cái cái group kinh doanh, à, cái group những bạn muốn kinh doanh, cái group các bạn khao khát kinh doanh một trăm phần trăm những bạn à, ở trong group đó là những bạn khao khát kinh doanh À, và họ ở khắp trên mọi miền đất nước và các bạn có dịp làm quen với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước và lúc đó nó như thế nào à mình sẽ trả lời cho bạn những cái câu hỏi kinh doanh à, trực tiếp trong cái group đó cái group này là group bí mật chỉ những bạn sở hữu ai mua sách mới được vào trong cái group này rất là tuyệt vời ok chưa yeah. bạn nào mua sách thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống à bạn nào có sách rồi mà chưa vào group thì các bạn cứ comment xuống cho mình mình sẽ trả mình sẽ cho các bạn đường link Và các bạn trả lời được những câu hỏi đó là các bạn sẽ vào group ngay ok À, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Lê luôn ngày mai các em sẽ giao sách cho em. À cảm ơn bạn Mesolino Buni gì đó ngày mai sẽ giao sách cho em. Em mua sách rồi mà em chưa vào group. À bạn chưa vào group thì bạn sẽ trả lời những câu hỏi và bạn sẽ được vào group Chào bạn Nhung Phạm. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi là gì ạ? Vừa rồi là mình nói với các các, các bạn gì à Ô chào bạn Hy Phạm lâu quá chưa gặp em nha. Chào bạn Phạm Xuân Thưởng. Ok, chào bạn Duy Nguyễn. Vậy thì chúng ta phải có thói quen dậy sớm và tất cả những người thành công họ đều dậy sớm. Và tại sao họ dậy sớm? Sao hồi nãy giờ không có ai hỏi mình cái câu hỏi này nhỉ? Chào bạn Dung Lê, ok ngày mai sẽ giao sách cho em nha, Dung Lê ơi. À. Chào bạn Nhung Phạm ngày mai sẽ giao cho em. À. Vậy thì hồi nãy giờ tại sao không có ai hỏi mình cái câu hỏi này? À, nếu mà các bạn không hỏi thì mình không có trả lời đâu, mình lại nói tiếp, ok chưa? Cái thứ hai khi chúng ta dậy sớm thì chúng ta dành 60 phút à, bí mật 60 phút mỗi buổi sáng các bạn ghi vào điều thứ hai là bí mật 60 phút mỗi buổi sáng à, các bạn ghi vào đi bí mật 60 phút mỗi buổi sáng nguyễn trương đức phú ok chưa à bạn phú thì kỳ này đi chương trình singapore với mình đúng không à, rất, rất là tuyệt vời À à, đang chờ quyển sách bán hàng online của mình ok quyển sách bán hàng online khoảng một tháng nữa mới ra em à, ngủ trễ thì sao dậy sớm được thầy mình ngủ 11 giờ nhưng mà mình vẫn cứ dậy sớm được à, à, bạn nói bạn dậy sớm không được là bởi vì bạn chưa có thói quen đó thôi còn khi mà bạn có thói quen thì bạn vẫn cứ dậy sớm được à mười uh, nếu mà hơn 10 bạn hỏi tại sao phải dậy sớm thì lúc đó mình mới trả lời à, các bạn ghi vào bí mật 60 phút của mỗi buổi sáng vâng mình nói tới cái điều số 2 trước điều số 2 trước à, khi chúng ta các bạn nên nhớ như vậy nè 60 phút đầu tiên trong ngày à, chào bạn quan toi à, cảm ơn rất là lần đầu tiên có lẽ mới biết bạn đúng không bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn cứ comment xuống sau khi à, xong cái livestream này thì mình sẽ làm quen với các bạn đó à bí mật 60 phút mỗi sáng à, Các bạn nên nhớ nè Cái năng lượng cả một ngày chúng ta làm việc Chính là năng lượng của 60 phút đầu tiên chúng ta thức dậy Chúng ta gặp một cái ngày mới này à, Chào ngày mới này à, Đó là cái năng lượng của 60 phút đầu tiên Nó đại diện cho năng lượng của cả một ngày đó Ok chưa? Các, các bạn ghi vô Năng lượng của 60 phút đầu tiên Nó đại diện cho năng lượng của cả một ngày đó Ok, chào bạn Huỳnh Hằng Rất là vui làm quen với em Các bạn nên nhớ Nhớ chính xác cái chỗ này nha à. Và nếu 60 phút đầu tiên mà bạn có năng lượng tuyệt vời Thì cả một ngày hôm đó bạn cũng sẽ có năng lượng vô cùng tuyệt vời bạn có nhận ra điều này chưa? À. Nó là rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao chúng ta phải thức dậy sớm? Vâng. Tại sao chúng ta phải thức dậy sớm? Mình quay lại cái câu số 1. Mình quay lại cái câu số 1 ha. Tại sao chúng ta phải thức dậy sớm? À, thức dậy sớm thứ nhất à để người ta chuẩn bị ba cái tài nguyên nó rất là quan trọng trong một ngày. Và những người thành công họ luôn hiểu ba cái tài nguyên nguyên này và và họ không cần hiểu nhưng mà họ làm đúng thì họ mặc nhiên họ cũng có được cái ba cái tài nguyên này nó rất là tuyệt vời à họ chỉ có làm đúng thôi vậy thì các bạn ghi vào à bạn nguyễn hữu lộc quá đúng luôn thầy ok cảm ơn bạn à, bạn comment rất là tuyệt vời à vậy thì thứ nhất họ thức dậy sớm để họ chuẩn bị cho họ một cái tài nguyên rất là quan trọng đó là tài nguyên về sức khỏe các bạn ghi vô cái tài nguyên về sức khỏe con người của chúng ta cái con người của chúng ta cái tài nguyên mà chúng ta khang hiếm nhất đó là tài nguyên về 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 sức khỏe bởi vì chúng ta không có nhiều cái tài nguyên này chúng ta không có nhiều chúng ta rất là hạn chế về cái tài nguyên sức khỏe này nên những người họ thức dậy sớm để họ chuẩn bị cho họ một cái tài nguyên rất là tuyệt vời đó là tài nguyên về sức khỏe à, và đó là những người khôn ngoan những con người đó là những người rất là khôn ngoan Họ chuẩn bị cho họ một cái tài nguyên về sức khỏe à, à, các bạn thấy là chúng ta à, ông trời ông cho chúng ta có 60 80 năm để chúng ta sống thôi à, thì khoảng hơn 20 năm đầu thì thì gần như là chúng ta không biết về nhiều chúng ta gần như là không biết về nhiều à, đó là chúng ta có sức khỏe đó mà chúng ta không sử dụng được à, nhiều lắm cho cho việc tạo ra cái chất lượng cuộc sống À, lúc đó chúng ta phụ thuộc vào ba mẹ. Rồi chúng ta từ năm 30 tuổi cho tới năm mà 50, 60 tuổi là tùy anh, tùy người. Người nào mà họ biết làm cho cái tài nguyên sức khỏe của họ nó hiệu quả đó. À. Thì họ như thế nào ạ? À? à, họ như thế nào ạ? À? Họ sẽ sử dụng tối ưu hơn. Còn người nào họ không biết cách á thì gần như là 50 tuổi là họ ngắt ngay rồi Họ không làm gì về được Đúng rồi vì trong cơ thể cần phải nạp điện của buổi sáng à, Bạn Tú Đào Ok cảm ơn bạn Tú Đào rất là nhiều Có lẽ là lần đầu tiên biết bạn Luôn chờ những lời bổ ích của thầy Ok chờ, cảm ơn bạn Anh Khoa Cảm ơn bạn Anh Khoa rất là nhiều à, Bạn nào chưa chia sẻ livestream stream mình, Thì các bạn chia sẻ livestream về nhà Các bạn đi mời bạn bè vào đông để xem cái livestream này À Nó là các bạn biết rằng là các các bạn biết rằng là họ dùng cái thời gian buổi sáng để gì à họ tái tạo cái nguồn năng lượng sức khỏe của họ cho nó rất là tốt bản thân mình bốn mươi mấy tuổi mà các bạn thấy không à? à mình có cái bụng rất là tuyệt vời bởi vì mình không có có bụng bởi vì hàng ngày mình đều tập sức khỏe nên cái bụng của mình các bạn biết là à, mình mình không có có bụng ok chưa à, và như thế nào nữa nè như thế nào nữa nè cái đó là tài nguyên thứ nhất cái tài nguyên thứ hai là khi chúng ta dạy sớm thì chúng ta tối ưu được cái tài nguyên thứ hai đó là tài nguyên về thời gian. À, ai cũng biết rồi, ở độ tuổi này thì ai cũng biết biết rồi. Cái nguồn tài nguyên về thời gian của chúng ta nó vô cùng giới hạn. Các bạn nhận ra điều này không à? à nó vô cùng giới hạn, chúng ta không sống nhiều. À. Chúng ta có khoảng 80 năm nếu chúng ta bảo bảo trì tốt thì chúng ta có khoảng 80 năm để chúng ta sống thôi. Nên là cái nguồn thời gian dậy sớm rất tốt chỉ cần một đến một tiếng rưỡi xử lý công việc của cả buổi sáng đúng rồi bạn Phạm Xuân Tiên ơi à và chúng ta chỉ cần gì à, à chỉ cần bạn Phạm Xuân Tiên có sách của mình chưa Tiên ơi à, mình ra hai buổi sách cực kỳ hay bạn Phạm Xuân Tiên ơi và nó như thế nào à nó như thế nào à, à và họ dùng cái thời gian ngay cái buổi sáng này à, để gì họ tiết kiệm được cái thời gian cái tài nguyên thứ hai rất là quý đó là tài nguyên về thời gian. Đã. Người nào mà có cái thời gian họ quý và họ biết tối ưu thời gian nữa là họ như thế nào à? à họ phát triển, à, họ có quá nhiều thời gian luôn. À, chúng ta không tiết kiệm được thời gian đâu các bạn ơi. Chúng ta cũng chẳng gọi là quản lý thời gian đâu à. Chúng ta chỉ sử dụng nó khác hơn và hiệu quả hơn thôi. Bởi vì bạn tiết kiệm hay không tiết kiệm thì ngày nào bạn cũng gì à, bạn cũng xài hết 24 tiếng à. À, nó là à, muốn tiết kiệm hay không tiết kiệm gì thì chúng ta cũng xài đứt đó à, nên là chúng ta à, chỉ sử dụng nó khác hơn thôi chúng ta sử dụng nó làm sao cho nó hiệu quả hơn thôi à, và những người thành công họ khôn ngoan thì họ luôn tối ưu à, cái quỹ thời gian đó là bằng cách họ dạy sớm à, và cái điều thứ ba đó là họ tối ưu cái tài nguyên về trí tuệ của họ à, họ tối ưu cái tài nguyên về tri trí tuệ ok giờ có người của chúng ta mà chúng ta muốn phát triển được á thì chúng ta cần phải có cái trí tuệ nó tốt À, người nào có trí tuệ tốt thì họ phát triển rất là bền vững họ phát triển rất là, rất là mạnh mẽ và họ có khả năng gì à? khả năng bứt phá đi lên rất là tốt à, họ không có bế tắc và họ không không, không cơ bí vậy thì tất cả những người thành công họ đều biết cách để sở hữu ba cái tài nguyên đó ngay trong cái buổi sáng đó là lý do vì sao chúng ta cần phải có tối quen dậy sớm à em sẽ gặp thầy một ngày không xa chào bạn Nguyễn Hữu Lộc rất là tuyệt vời cảm ơn em rất là nhiều À cho bạn Thanh Hùng, ok chưa? Nó là uh, họ rất là khôn ngoan, à, họ uh, họ sở hữu ngay cái ba cái tài nguyên này, ba tài nguyên quý giá nhất trong cuộc đời đó là tài nguyên về sức khỏe, tài nguyên về thời gian và tài nguyên về gì à? về trí tuệ và họ dùng ngay cái thời gian buổi sáng đó để họ làm cái việc việc đó. À, và các bạn không tin đi, các bạn cứ làm đúng như mình đi. À, mình 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 cũng có mình cũng không cần các bạn tin mà đâu, các bạn cứ làm đúng như mình thôi. À, cứ sáng các bạn thức dậy và bạn biến nó thành thói quen sáng nào bạn cũng thức dậy và bạn biến nó thành thói quen à, và bạn làm tốt ba cái việc đó à, sau một thời gian là tự nhiên bạn thấy giờ à, con người bạn nó thay đổi trực để liền à, cái điều này mình đã chia sẻ rất là nhiều bạn và các bạn đã các bạn đó họ sẽ thay đổi rất là triệt triệt để mình có những cái quyển sách của mình là bởi vì sao à mình cũng cũng thức dậy về sớm thôi à, và mình ngồi mình viết sách thôi và tự nhiên mình có uh, cho tới cái, cái này các bạn thôi mà mình đã nhưng nhưng muốn góp ý với thầy một điều là về cái gì về tướng học thật có cái nốt ruồi ở cạnh lỗ mũi mình chả có cái nốt ruồi nào hết á cái 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 bạn bạn nói đây nốt ruồi hả cái này mà nốt ruồi gì cái này là cái mụn bọc cái này cũng là cái mụn bọc chả có nốt ruồi gì hết ok chưa mình cũng trả tiền số má gì ở đây số má là do do con người mình về à? do con người mình định đoạt ok không à, thứ gì nốt rồi nó sẽ gây ra bệnh không tốt còn một cái gì đó còn một cái gì đó một cái bên trái là là gì điều báo à, về tiết tệ không lên tất bỏ nó gì đó không nên cắt bỏ nó thứ thứ gì một cái bên cạnh mũi trái là điều báo có cái cái gì á bạn nói với trẻ hiểu ok chưa à mình có cho tới đây là 10 năm rồi cái này là cái nút lùi mình nặng cái mình mình nặng cái nó nó à, cái cái này là cái mụn bật mình nặng nó hoài à ok chưa mình nặng nó 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 hoài có cái cái gì đâu ok chưa à nên là mấy cái chuyện đó làm mấy cái chuyện mà à, cái cuộc đời mình quyết định chứ hơi nào mà tin vào mấy cái ông tương số mấy cái ông tướng số thì ông hay thì ông ông đã thành công hết rồi à, mấy cái ông tướng số không đâu ra đâu đó ok chưa đi theo thêm số người ta mà cái cái số mình thì nó đen đuổi thấy màu luôn ok chưa à, quan trọng là kinh năng lượng quan trọng là cái sức khỏe và quan trọng là cái tư duy à, chứ quan trọng mà ngồi đó cứ xem mấy ông tướng số rồi mấy cái mấy cái ông đó thì nó không đâu tới đâu ok chưa, chưa anh gì à, rất, cảm ơn các bạn rất là nhiều cảm ơn các bạn rất nhiều chúng 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 ta lại tiếp tục Vậy thì tiếp theo là cái 60 phút bí mật trong đời đúng không Của mỗi buổi sáng đúng không? Thì mà lại nói với các bạn rồi 60 phút 60 phút đầu tiên của một ngày nó đại diện gì ạ? À? Nó đại diện cho cho gì ạ? À? Cho năng lượng của bạn. Cái cách các bạn làm việc và trí tuệ của bạn cả một ngày ngày đó nó là các bạn dùng 60 phút của một ngày thứ nhất là tập thể dục à, thường thường là mình dậy sáng mình tập thể dục 30 phút 30 phút ok giờ sau đó mình vào và mình ngồi mình đọc sách hoặc là mình viết bài mình viết sách à, thì các bạn thấy là cái bí mật 60 phút đó để chúng ta hoặc là có những bạn dành bí mật 60 phút này để chúng ta gì à? để chúng ta nghiên cứu cái kế hoạch kinh doanh của chúng ta chúng ta xem lại cả một ngày nay chúng ta cần làm cái gì ok chào bạn văn phước chào bạn hoàng thanh À, chúng ta xem lại, chúng ta review lại hết à, Và những cái con người đó họ có một cái sự chuẩn bị rất là tuyệt vời à, Nó là à, bí mật 60 phút Đó là thức dậy đừng có ờ Mà thức dậy là chúng ta phải tập thể dục ngay à, Người ta chứng minh ra rằng là Khi thức dậy á Cái tối mà các bạn vừa thức dậy mà các bạn vừa ngủ dậy á Các bạn cứ cảm giác trong con người của bạn mà Nó rất là nặng, nó rất là ì À, và và các bạn không làm gì cho nó thì tự nhiên cái con người của bạn á nó cũng sẽ rất là ị à, nó là bạn cần như thế nào à bạn cần thức dậy và bạn phải tập thể dục tập thể dục tốt nhất là tập thể dục buổi sáng à, để cái con người của bạn nó toát ra một cái năng lượng ok nó đấm tan những cái sức ì kia đi hết và nó kích hoạt một cái năng lượng mới cho một cái ngày mới nên là 60 phút của một ngày là các bạn phải tập trung vào à, như thế nào à là, Tập thể dục liền à, 30 phút Và 30 phút sau đó người nào mà họ dành tới 60 phút đó họ tập thể dục là Là như thế nào là là rất là hoang phí Bữa nay thầy trò mình ngủ trễ xíu nha thầy ok thì tới 12 tới 11 giờ thì mình đi ngủ thôi Cũng không có có vấn đề gì hết cũng không có trễ về đâu mấy bữa mình cũng ngủ cỡ này mà à, Và sau đó à, sau khi mà chúng ta có cái nguồn năng lượng tốt rồi đó Thì chúng ta phải như thế nào à chúng ta phải kích hoạt ngay kích hoạt cái thứ tiếp theo là là chúng ta phải kích hoạt ngay cái gì ngay cái trí tuệ của chúng ta liền à, cho bạn yên nhi à, trường độ nguyễn có được năng lượng buổi sáng sẽ đạt được hiệu quả tốt trong việc trong ngày cho tôi ok rất là tuyệt vời cảm ơn các bạn rất là nhiều vậy thì à, cái, cái cái điều thứ hai à, cái điều thứ hai các bạn thấy tuyệt vời nếu mà các bạn học được gì từ cái điều thứ hai thì các bạn comment xuống đi và các bạn nói là các bạn học được rất là nhiều điều từ cái sai này chào anh trần văn lâm lâu quá rồi không gặp anh à ok cảm ơn các bạn rất là nhiều tiếp theo là à, cái thứ ba là chúng ta cần phải tập thể dục cái thứ ba à. nếu các bạn không tập được thể dục buổi sáng thì các bạn phải tập thể dục buổi tối à, cần phải tập thể dục mỗi ngày chúng ta cần phải tập thể dục ít nhất là 30 phút và một tuần chúng ta phải có ít nhất là 150 phút để chúng ta tập thể thể dục ok chưa à cái xe các bạn để cái xe nó bền thì nó cần phải gì à? cần phải bảo trì xăng nhớt à, cái con người của chúng ta nó bền thì chúng ta phải như thế nào ạ à? à? chúng chúng ta cũng cần phải à cần phải tạo ra năng lượng cho một ngày mới niềm vui tại nhĩ ok chào bạn bảo phúc thì cái con người của chúng ta muốn gì à? muốn mạnh mẽ và muốn bền vững ok chưa thì chúng ta cũng cần phải luyện thể dục cho nó nếu bạn nào không luyện được thể dục buổi sáng bạn nào đang dậy trễ thì các bạn phải có thói quen tập thể dục buổi tối à, hoặc là một ngày giờ nào đó trong 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 ngày để các bạn tập thể thể dục ít nhất là bao nhiêu phút các bạn ít nhất là 30 phút ba à, 30 phút tập thể dục mỗi ngày các, các, các bạn nhớ ra điều này chưa à, 30 phút à, ngày nào các bạn cũng cần phải tập thể dục và tập thể dục ok chưa à, nếu các bạn không có thói quen tập thể dục thì nghĩa là các bạn không có thói quen tốt rồi thói quen dậy sớm là thói quen tốt thói quen đọc sách là thói quen tốt thói quen học tập là thói quen tốt thói quen à, 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 tập thể dục mỗi ngày đó là thói quen tốt chứ không phải là thói quen hút thuốc là thói quen tốt đâu à, có những người họ luyện hút thuốc mỗi ngày ngày nào họ cũng bập điêu thuốc thì họ lại làm à, ngày nào họ cũng gì à? À, họ cũng nhậu thì họ lại làm ngày nào họ cũng uống cà phê như ông nghiện với thì họ lại làm à mà à, thức dậy sớm thì họ lại không làm tập thể dục thì họ lại không làm đọc sách thì họ lại không làm họ làm toàn cái chuyện ngược không không à. à à đi hút thuốc thì lại làm à, là nó đâu có, có tốt đâu mà người đều nói nó không không tốt mà họ lại làm à, à đi nhậu không tốt thì họ lại làm À, nói tiêu cực không tốt thì họ lại làm các bạn chưa à, mà làm những việc tốt thì họ lại không làm à, Nó là mình nói là nhiều người họ bảo thủ họ cố gắng họ giữ cái thất bại của họ họ giữ cái mà mà kia mà hãm họ lại họ cố gắng họ dùng toàn bộ trí lực họ dùng luôn cả tiền bạc tài chính đó họ giữ cái làm sao mà để họ không phải thay đổi tốt hơn rất là kỳ lạ các 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 bạn mình gặp rất là nhiều người nó như vậy và mình không thể tính được luôn nó vô cùng kỳ lạ thay đổi để tốt hơn tập thói quen tốt hơn thì họ lại không chịu làm mà như thế nào à họ lại cứ cố gắng giữ cái thói quen xấu và họ cố gắng bảo thủ cái số thói quen xấu thì họ lại là rất là kỳ lạ à họ cố gắng để họ ngủ dậy trễ họ cố gắng để họ ngủ khuya họ cố gắng để họ không đọc sách họ cố gắng để họ nói chuyện tầm bậy họ cố gắng để họ hút thuốc họ cố gắng để họ họ nhậu ok chưa còn tập những thói quen tốt thì họ đủ lý do hết nó không hình dung được rất là thú vị đúng không các bạn đó là cái thứ ba chúng ta cần phải có thói quen tập thể dục ok chào bạn nguyễn văn quang chào bạn bích trang làm việc đúng đắn luôn là thử thách của con người mà thầy ở okay, cái đó thấy chưa à, à cái thói quen thôi chứ không là thử thách gì hết uống bia cũng thử thách chứ hút thuốc cũng thử thách chứ ngủ trễ cũng thử thách chứ nhưng mà họ hay hùa theo số đông họ thấy mọi người ngủ trễ cái họ cũng ngủ trễ họ thấy mọi người uống bia cái họ cũng uống bia chứ còn làm cái gì nó cũng thử thách đó làm việc tốt nó thử thách thì làm việc xấu nó còn thử thách hơn nhiều chứ nhưng mà họ hay bất trước à, thấy người khác làm thì mình cũng làm mà người đó có thói quen xấu là họ cũng làm là thói quen xấu luôn à, chào bạn Mai Thị Thanh Phượng OK chắc là lần đầu tiên bạn biết đến mình à, chúng ta cùng nhau làm quen nhau nhé OK rồi cái đó vừa rồi mình nói là cái thói quen thứ ba OK chưa à, cái thứ ba cái thứ tư các bạn ghi cái thư thứ tư đi À, mỗi tuần chúng ta cần có 90 phút để chúng ta relax Ok chưa 90 phút chúng ta relax Mỗi ngày chúng ta cần có 90 phút à, Ok không các bạn ơi Chúng ta cần có 90 phút để mỗi tuần á Chúng ta cần có 90 phút để chúng ta thư giãn Chúng ta à, 90 phút thư giãn nó như thế nào cũng có thể là các bạn bơi À mình là chạy bộ thôi mình không có tập gym không làm gì đó mình duy nhất là cái môn chạy bộ thôi mình thích chạy bộ à, à, mỗi tuần bạn có 90 phút để relax có thể là các bạn à, à, ra ngồi ở một cái công viên nào đó ở một quán cà phê nào đó rất là yên tĩnh và thả hồn và các bạn refresh refresh hoặc là cũng refresh nghĩ nghĩa là để cho đỏ nó trống lỏng bỏ hết bỏ việc qua bên hết bỏ mọi thứ qua một bên hết à, cho bạn mai thị thanh phượng Giờ. À, thoải mái Giữ đỏ ốc thoải mái Đừng nghĩ công việc Đừng nghĩ tới việc gì hết Xả ra Làm cho con người chúng ta nó thư giãn ra Đỏ ốc hoàn toàn trống trồn à, Thích ngắm trăng thì ngắm trăng Thích ngắm mây thì ngắm mây Hoặc là nếu mà các bạn có cái gu đi câu cá Thì các bạn đi câu cá Ok chào bạn Minh Hòa à, Hoặc là các bạn nào có gu đi bơi Thì đi bơi Tức là 90 phút dành cho mình á Đừng có bị vướng gia đình Đừng bị vướng cái gì đó 90 phút dành cho mình à, 90 phút mỗi tuần chúng ta cần có 90 phút làm cái việc này à, Hoặc là bạn nào thích đi spa thì đi spa Bạn nào thích đi massage thì đi massage tùy à, Chúng ta có 90 phút chúng ta cho mình à, Cái con người mà nó rất là thoải mái, nó rất là nhẹ nhàng à, Chúng ta còn cần có 90 phút để làm cái việc này à, Để cho con người nó nó, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, lắc ra ok các, các bạn ơi à, các bạn nữ các bạn nam à, người lớn tuổi người trẻ tuổi đều phải làm cái việc này để gì à, à cái quá trình chúng ta thả rồi ra là cái quá trình chúng ta phục hồi lại phục hồi lại năng lượng của mình phục hồi lại cái con người của mình à để mình hát được không phải hát cũng được tuyệt vời bạn nguyễn Hoàng vũ nói đúng hát à có thể là em đi karaoke em đi đó em hát nếu nghe em hát cho nó thoải mái ra à hát cho nó sướng ra đúng đó vũ rồi à hát cho nó nhiệt tình ra à, bạn nào mà chưa chia sẻ livestream thì các bạn nhớ các bạn chia sẻ livestream nha à chia sẻ livestream về nhà tại vì đây là 10 cái điều rất là tuyệt vời bạn nào chưa mua sách mình thì các bạn hãy comment xuống các bạn mua sách ừ, mình có hai cái quyển sách đúng không à, và bạn nào mua hai cái quyển sách của mình thì mình sẽ các bạn Ngồi thiền tốt lắm bạn thưa bác ơi Ngồi thiền là một giải pháp rất là tốt đó à, Thầy ơi hát một bài hát đi hả à, Hát một bài hát đi hả à, Giờ này là đang nói live stream rồi Bữa sau mình sẽ hát tiếp Chào bạn Phạm Chào bạn Phạm Ngọc Thắng Ok có lẽ lần đầu tiên bạn xem live stream của mình Cảm ơn bạn rất là nhiều, là nhiều. Vậy thì mỗi tuần chúng ta cần có 90 phút Để chúng ta à, uh, relax chúng ta sẽ chết ra ok chưa chào bạn thi đa em chia sẻ cái livestream này về nhà em chưa em hát xong là nó sảng khoái gì đâu đó thầy ok tuyệt vời nếu mà bạn vũ làm như vậy thì mỗi một tuần em cần phải làm như vậy để cho nó thoải mái bao giờ thầy thấy bế tắc muốn thả hồn cũng không được không thầy à bởi vì bạn không chịu thả thôi có người của chúng 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 ta chúng ta thả ra chúng ta buông bỏ là được hết tại vì bạn À, bạn Thanh Hiền em thích câu cá nè thầy Ok tuyệt vời Câu cá thì tuyệt vời nữa Mình cũng thích câu cá à, Cũng có thể là đi đá bánh à, Cũng có thể là đi uống cà phê thả hồn à, Còn bạn Trịnh Ngọc Nếu mà em không chịu thả Thì cái đó là do em thôi Do cái tư duy suy nghĩ của em thôi Em câu có quá Em khó chịu quá Em đóng đinh cái tư duy em vào một chỗ Thì chịu thua thôi Cái đó này là mình được phép mà Bạn Trịnh Ngọc chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa và em đã mua hai cái quyển sách chưa à các bạn nào mua hai quyển sách trên khắp mọi miền đất nước thì các bạn cứ comment cho mình số điện thoại à, mình sẽ giao sách cho bạn đến khắp mọi miền đất nước à, và à, các bạn sẽ được mình ép vào à, và bạn à, bạn đã em chia sẻ cái livestream này về nhà em chưa bạn thanh niên bạn chia sẻ livestream chưa tiếp tục à, tiếp tục nè số 5 đúng không? số 5, số 5 là chúng ta phải gì à? chúng ta cần phải ăn kiêng chúng ta cần phải có chế độ ăn kiêng hôm nay thầy Vi dạy em yoga cười nhé, ok cái yoga cười thì thỉnh thoảng mình có chia sẻ ở trên lớp bạn, ok chưa? đâu có rảnh mà ngồi dạy cho các bạn riêng riêng đâu, à, hoàn toàn không có rảnh cái việc này. À, bạn Vi Thành Hưng à, em dạ em chưa chia sẻ được em thoát ra em khỏi xem cái livestream này em vào cái facebook của mình em thấy cái nút chia sẻ em bấm chia sẻ thế là xong à, và em vào cái chia sẻ đó em xem luôn các bạn thứ năm là các bạn cần có cái chế độ ăn kiêng à, có nhiều người ăn ăn kiêng gọi là ăn kiêng quá 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 à, đi chỗ nào cũng ăn kiêng mệt à, vẫn chế độ ăn kiêng vừa phải thôi chúng ta không phải là người tu hành à chúng ta ăn kiêng để chúng ta giữ sức khỏe thôi nên là chúng ta không cần phải ăn kiêng quá quá mình vẫn dành một tuần của mình là mình dành ít nhất một ngày một bữa một buổi tối cả gia đình mình đi ăn hải sản à, nhưng mà bình thường thì cái khẩu phần của mình á, thì có rau rác nhiều hơn à, các bạn phải tập ăn rau rác nhiều vô à, rau rác rau củ quả nhiều vô cái đó là những cái sản phẩm mà nó tốt cho sức khỏe đặc biệt là những người lớn tuổi hạn chế ăn thịt à, hạn chế ăn thịt các bạn nào mà cái khẩu phần các bạn ăn thịt nhiều quá thì các bạn hãy đổi thói quen ăn sang rau củ quả nhiều ăn kiêng nhiều nếu mà các bạn ăn thịt nhiều quá thì bệnh hoạn nó sẽ rất là nhiều à nó đưa đến các bạn rất là nhiều bệnh hoạn nên chúng ta cần phải sử dụng cái chế độ ăn kiêng à, các bạn cần phải sử dụng cái chế độ ăn kiêng trên cái livestream của mình có cái nút À, tặng quà đó ok chưa à? bạn nào mà vào thấy thì các bạn bấm vào cái nút tặng quà đó ok chưa à? khắp mọi miền đất nước à, bạn nào chưa chia sẻ livestream thì chia sẻ livestream bạn nào chưa mua sách thì các bạn tranh thủ mua uh, mua sách à, ăn rau các bạn ăn rau chúng ta ở đất nước việt nam các bạn nên nhớ các bạn rất là may mắn các bạn ở đất nước việt nam rau cỏ nó rất là rẻ mà các bạn không chịu ăn các bạn cứ ăn thịt không bỏ tay luôn các bạn qua bên singapore nó rất là mắc rau mới đó người ta mắc kinh khủng rau nó mắc hơn thịt luôn à, người ta không có đất đai nhiều để người ta trồng rau rau người ta phải nhập các bạn qua bên Nga à, mình đã từng đến Moscow và các bạn biết vào mùa đông cây đồ nó bị lá rồi chết hết ok chưa bị tuyết xanh nó chết hết và người ta gì người ta không có có, có rau đâu quý vô cùng rau quý vô cùng à, à, à À, mình cũng đã từng đến Dubai họ là đất nước sa mạc à, rau rác đồ tươi của họ cũng là quý vô cùng à, từ cái cọng hành từ cái cọng rau nó quý lắm à, mà nên là bên đó cái tiền mua rau ăn nó còn mắc hơn mắc hơn rất là nhiều cái tiền mua thịt nữa à, còn ở Việt Nam của chúng ta là là gì trời ơi rau nó vô cùng phong phú các bạn tự trồng ở nhà các bạn cũng có thể ăn được ra ngoài chợ thì rau nó rẻ rẻ hơn rất là nhiều thịt cá nhưng mà chúng ta không ăn rau à, mình thấy vào cái quán đổ nhau ăn thịt rồi còn nhập thịt bò úc bò mỹ gà úc gà mỹ Nhập thịt khắp mọi nơi trên thế giới này để về mà ăn nhưng mà rau rác thì rẻ thịt rẻ thì chúng ta lại không dùng à, cho bạn nhậm hình cho bạn bùi thanh triển à, các bạn hình dung ra chưa Nó là chúng ta cần phải ăn rau à, Cần phải có cái chế độ ăn kiêng hợp lý Thì tự nhiên sức khỏe của chúng ta nó rất là tốt Và sức khỏe nó ra nó tốt nó sẽ dẫn đến gì à Nó sẽ đến rất là nhiều cái điều tốt trong cuộc đời của chúng ta Năng lượng của chúng ta tốt nữa Nên chúng ta cần phải Em vào lớp muộn mai em xem lại Chào các bạn Ok chào bạn Bùi Thanh Truyện Vậy thì em chia sẻ cái livestream này về nhà em đi Để em như thế nào à À, em à, em sẽ à, xem nó đúng không em đã đọc sách của thầy và em cảm ơn thầy đã truyền cho em cái ngọn lửa nghị lực phi tường tinh thần dám nghĩ dám làm của thầy vâng cảm ơn bạn thanh à, rất là vui khi bạn đọc cái comment đó à, mình đọc cái comment của bạn và bạn nào đã có sách của, của mình các bạn nào đã đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống đây các bạn học được cái bài học gì từ những cái quy sách của mình À, khắp mọi miền đất nước luôn. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. tiếp theo nữa là chúng ta dành thời gian để chúng ta viết cái gì à? viết nhật ký mỗi ngày. dành thời gian để chúng ta viết nhật ký mỗi ngày các bạn ơi. À, cái thói quen viết nhật ký là một trong những thói quen tốt. thói quen viết nhật ký nó giúp cho các các bạn gì à? nó giúp cho các bạn à, ý thức hơn về bản thân, ý thức hơn về những cái thói quen của mình. chúng ta nhận ra những cái điều nó lặp đi lặp lại. À, ký à, viết nhật ký nó còn giúp cho chúng ta à, review về mục tiêu à, chào bạn vũ thị thanh huyền chào bạn tạ cương em thích ăn rau củ quả ăn rau rất là nhiều dinh dưỡng đúng rồi à, chào bạn vũ thanh huyền em hay thích ăn thịt nay nghe thầy nói về tập ăn kiêng mới được đúng rồi dành thời gian ăn rau rác rồi nhiều à, viết một nhật ký mỗi ngày nó giúp cho các bạn gì à À, à, biết ra được mình có những cái thói quen gì mình hay lặp lại cái gì những cái gì mình hay đi lặp lại thầy ơi sách của thầy gồm có bao nhiêu loại sách vậy thầy ok hiện tại thì mình mới có có hai quyển tiếng việt thôi với một quyển tiếng anh hai quyển tiếng việt à, vài ngày nữa à, khoảng một tháng nữa thì ra cái quyển thứ ba bằng tiếng việt đó là quyển bán hàng online ngay à, và cuối năm nay thì mình ra cái quyển luôn có cách để làm à, thì hiện tại chỉ có hai quyển tiếng việt đó thôi bạn phan xuân thưởng ơi và bạn nào mà sơ hai quyển sách thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng à, chia sẻ cho các bạn cái cách làm kinh doanh ở ừ, và các bạn có được cái sự kết nối của rất nhiều bạn ở trên khắp mọi miền đất nước này à, tiếp theo nữa là chúng ta viết nhật ký mỗi ngày chúng ta cần có cái thói quen viết nhật ký mỗi ngày và người nào có thói quen viết nhật ký mỗi ngày là rất là tốt bản thân mình, mình mình viết sách mỗi ngày các bạn thấy chưa nên là mình mới có sách ra liên tục À, ngày nào mình cũng viết viết sách ok chưa và và bạn nào viết nhật ký thì tự nhiên các, các, các bạn à, giúp cho các bạn có được mục tiêu bám sát vào mục tiêu các bạn có được cái kế hoạch nếu mà em ở sài gòn thì ngày mai là nhận được rồi còn ở tỉnh thì mắc hết vài ngày sau thôi em à, nếu mà các bạn nào mà viết nhật ký liên tục thì các bạn à, liên tục à, có được những cái ý tưởng mới và bạn lại có được cái kế hoạch À, làm làm việc tại vì cái quá trình bạn viết nhạc ký là tự nhiên những cái việc đó nó xảy ra hết à, bạn không chịu viết nhạc ký thì những cái việc như bám vào mục tiêu nè biết mình làm hiệu quả hay không hiệu quả nè mình điều chỉnh cái gì nữa tốt hơn nè thì nếu mà bạn không viết nhạc ký thì những cái điều này nó sẽ không có xuất hiện được còn khi mà bạn viết nhạc ký là là những điều này nó xuất hiện hết tự động nó xuất hiện nó là cái thói quen viết nhạc ký là một trong những thói quen mà nó là thói quen cực tốt tốt vô cùng. À, bạn nào mà có thói quen viết nhật ký thì các bạn đó rất là tuyệt vời. À, viết nhật ký nghĩa là chúng ta à, xem lại cả một ngày hôm nay chúng ta làm được cái gì, cái gì chúng ta chưa làm được. Ok chưa? Bạn phạm Quốc toàn. Em đã mua và đọc hai quyển sách của thầy. Em cho em tham gia vào group. Ok chưa? Bạn muốn tham gia vào group thì à, sẽ đưa bạn đường link và em sẽ trả lời những cái câu hỏi và em trả lời được câu hỏi thì em sẽ vào group nha. À, ngày mai sẽ đưa link cho em à, bạn nào chưa mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này à, mình sở hữu hai cái quyển sách này ok cho cái quyển uh... cái thứ nhất là quyển gì à quyển vực biển lớn Và quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi đó à, còn cái quyển này là quyển tiếng anh rồi bán ở nước ngoài rồi à, thì bạn nào mà sở hữu hai quyển quyển sách này thì các bạn cứ comment số điện thoại của mình Hai quyển sách là 210.000 à, Bao luôn free ship cho các bạn Sách sẽ được giao đến tận nhà các bạn Trên khắp mọi miền đất nước này Các bạn ơi à, Và ngày mai, ngày mốt Ngày mốt là tối thứ năm Mình sẽ có cái quyển à, Mình sẽ có cái lớp à, Kinh doanh và khởi nghiệp à, à, Mình có cái lớp kinh doanh và khởi nghiệp à, Hoàn toàn miễn phí Mở tại trung tâm của mình Bạn nào quan tâm cái lớp này thì các bạn inbox số điện thoại xuống để các bạn đi học. À, cuối tuần này thứ bảy chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 144. À và cái lớp này khoảng 80 bạn học đã đăng ký hết rồi. Bạn nào quan tâm thì inbox số điện thoại cho mình. À, rất là tuyệt vời. Thì cái thói quen tiếp theo thì mình nói các bạn là đó thói quen viết nhật ký. À, và bạn nào có thói quen viết nhật ký thì các bạn rất là tuyệt vời. Tiếp theo. À, bạn dành thời gian. Tiếp theo dành thời gian đọc sách mỗi ngày cái thứ bảy ghi vô dành thời gian đọc sách mỗi ngày ghi vào các bạn ơi dành thời gian đọc sách mỗi ngày nếu bạn đang yếu kỹ năng gì bạn đang dở kỹ năng gì thì các bạn phải gì à phải đọc sách về cái kỹ năng đó à, nếu mà bây giờ bạn đang à, không giỏi về bán hàng thì bạn tìm những sách bán hàng mà các bạn đọc nếu các bạn chưa giỏi về kinh doanh thì các bạn đọc hai quyển sách của mình đọc mỗi ngày đừng có đọc nhiều, mỗi ngày các bạn đọc vài trang thôi, cần gì đọc nhiều và nhớ và cố gắng áp dụng vào trong cuộc sống. À. Nếu bạn yếu về lãnh đạo thì mua những quy sách về lãnh đạo mà đọc, à. đọc mỗi ngày một vài trang thôi, không cần nhiều, không cần phải đọc quá nhiều. Có nhiều người nói em đọc sách em buồn ngủ, à. em thiếu kỹ năng ra quyết định thầy ơi, à. thiếu kỹ năng ra quyết định, thì bạn tập ra quyết quyết định thôi. À nên những bạn như thế nào à, những bạn mà chưa có cái kỹ năng à, thiếu cái kỹ năng gì thì đọc cuốn sách đó à. à mình khát nước quá à, các bạn chờ mình một chút xíu nhé Nó à, là chúng ta cần có cái gì à cần cần phải đọc sách mỗi ngày thì chúng ta mới bây ơi lấy nước cho ba cái bami ơi à nó là chúng ta cần phải có cái kỹ năng bản thân mình mình cũng đọc sách mà à, mình đọc sách gì làm cho cái trí tuệ của chúng ta à, một người mà họ viết cái quyển sách đó, là các bạn biết à, cho bạn lương tiếng một người mà họ viết cái quyển quyển sách đó, các bạn nên nhớ là họ tập hợp cả chục năm kinh nghiệm của họ đó họ đưa vào trong sách à, 10 năm 20 năm kinh nghiệm mà họ đưa vào trong sách chúng ta đọc sách là vô trong này chúng, chúng 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 ta học được cái chúng chúng ta học được cái kinh nghiệm từ họ à, Rồi chúng ta có kinh nghiệm gì Chúng ta có kinh nghiệm để chúng ta Cho phép cái trí tuệ của chúng ta Được mài dũa với trí tuệ Của cái tác giả sách đó à, Những người mà họ đầy kinh nghiệm Họ thành công và họ thông thái đó Mà chúng ta không chịu đọc sách thì làm sao mà chúng ta thành công được à, Nó là cái thói quen đọc sách Là một trong những thói quen mà nói, mà nói tốt vô cùng Mình gọi là thói quen đó rất là tuyệt vời Nó, nó tốt không thể tự à. Mình 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 mới vừa đi ăn cơm tối với với gia đình bạn mùi gia đình bạn mùi, Nguyễn Văn mùi à, thì bạn đang có cái hệ thống thẩm mỹ viện Riemaling ở Sài Gòn bạn mở hai cái bự lắm ở Hà Nội thì có một cái chuẩn bị vài ngày nữa là khai trương cái thứ hai à, ở Nghệ An chuẩn bị mở và mới ngày hôm nay bạn đi tiền giang để bạn khảo sát để mở ở dưới tiền giang nè và hai gia đình mình với gia đình bạn nè mới vừa đi ăn đi ăn đâu ăn buffet ở ở de là cái hệ thống buffet lớn nhất của hàn quốc nó qua nó đầu tư ở việt nam à... nó mở được hai cái rồi à... nó ở căn nhà mình nè nó ở đối diện bên chỗ bác bác này thì cái gia đình mình và gia đình bạn mới vừa đi ăn mới vừa đi in soi với à nghĩa là như thế nào nghĩa là chúng ta phải phải vừa đọc sách của những người thành công chúng ta phải khám phá ăn uống trải nghiệm hệ thống của những người thành công những con người đó họ rất là tuyệt vời để chúng ta học hỏi chứ chúng ta không chịu học hỏi cái mà để chúng ta phát triển đó là chúng ta phải có khó thói quen học hỏi mỗi ngày thì chúng ta mới phát triển được con cứ đòi mà phát triển Đòi kiếm tiền Đòi có nhiều tiền Đòi khá giả Đòi giàu có Nhưng mà Chào bạn Kem Phúc ha. Chào bạn Dương Thị Thị rằng Mà phát triển học hành thì không chịu Thì thì cái tư duy của bạn đâu Năng lực của bạn đâu mà bạn đòi kiếm tiền Cứ lao ra là cứ đòi kiếm tiền Mà nền tảng về tư duy Về kiến thức về năng lực thì nó yếu siêu à. Mà cứ đòi kiếm tiền Nó là à, Đây những bạn á, không có biết mình kêu đọc sách đi để biết mà rồi lại không chịu đọc để như thế nào à để 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 không có kiến thức gì hết các bạn thấy là từ ngàn xưa tới nay à thời chúa giêsu đúng không bạn nào mà đạo thi thiên giáo thì chúa giêsu thì cái kinh kệ bỏ ở đâu cũng để qua sách thời đức phật cũng vậy kinh kệ đó cũng qua sách tất cả trí tuệ nhân loại là nó đi qua cái quyển sách mà sách chúng ta không cần đọc còn nói là đọc sách rồi chán đọc 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 đọc, đọc sách đâu có như bạn đó em cầm một quyển sách đó là em buồn ngủ ai biểu đọc nhiều chứ cho buồn ngủ đọc ba trang sao buồn ngủ được à giờ mình hỏi các bạn đi đọc ba trang sao các bạn buồn ngủ được nó là tất cái cái đó là toàn bộ là cái những cái lý do những cái lý, do lý do đi trấu mà nó làm cho bạn gì nó, à? nó làm cho bạn không phát triển được thôi đọc sách và trên cuộc sống là đúc kết kinh nghiệm cho chính bản thân mình đúng rồi bạn bảo phúc đó. À, nó là có những bạn xem livestream này nè mình kêu mua cái quyển sách của mình đi vậy mà vẫn còn suy nghĩ tầng ngàn tò mò okay, người, người cái người viết quyển sách họ, họ 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 trải lòng họ trải bao nhiêu kinh nghiệm bí quyết vào trong đó mình mua quyển sách về mình đọc để mình hiểu mà chừng cuối cùng rồi cũng uh, suy nghĩ rồi nói lý do em đọc sách em buồn ngủ em chán lắm hồi giờ em không đọc sách đọc ba trang ba trang mỗi ngày thì làm sao mà buồn ngủ được ba trang mỗi ngày bạn đọc ba trang đến năm trang thôi đúng không thì buồn ngủ không sao được à, đọc 5 trang thì 10 ngày bạn có 50 trang rồi à, 10 ngày là bạn có 50 trang rồi một tháng bạn có trăm trang cái quyển sách mình 200 trang bạn đọc một một tháng 10 ngày các bạn hết quyển sách cho mấy một năm bạn cũng đánh đọc được 10 quyển sách các bạn thấy không tuyệt tuyệt vời không rất là tuyệt vời vậy mà lúc nào cũng cứ nói lý do à, học hành thì không chịu học hành à, còn những cái ông những 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 cái người mà họ học ít còn nói còn những cái ông mà học đại học đồ ra mà còn nói là dân mà có trình độ học đại học mà không có thói quen đọc sách là mà nói không thể tưởng tượng được Vậy dạy, dạy thì chắc là họ học đại học là hồi kia họ phải ép học vậy các à, các bạn ơi vì cái bằng thôi nếu mà nếu mà không vì cái bằng thì chắc là họ không có học đâu à, họ học vì cái bằng chứ không phải là họ học vì cái kiến thức cho họ các bạn anh ra điều này chưa chúng ta cần phải có thói quen gì cần phải có thói quen đọc sách à, để chúng ta phát triển cái trí, trí tuệ của chúng ta và cái này là cái thói quen mỗi ngày à, các bạn hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ có hữu ích không hữu thì các bạn comment xuống đọc ít thôi quan trọng là đọc và áp dụng được gì ok bạn ngô khải đầu tư tiền đi chơi thì đi rất là nhanh còn mua sách thì đắn đo ok bạn ngô khải bạn nói cái câu rất rất là tuyệt vời à, bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi À, bạn nào chưa chia sẻ sách gì thầy bán em cũng mua hết quyển nào cũng rất hay mỗi ngày một chút thôi và quyển lớn ok cảm ơn bạn trang bùi và bạn nào chưa chia sẻ livestream em chia sẻ cái livestream cho bạn trang bùi ơi bạn ngô khải chia sẻ livestream chưa à, bạn trinh ngọc em đã mua chia sẻ cái livestream chưa đọc ít thôi à, ai biểu đọc nhiều được gì ok chưa tuyệt vời à, tuyệt vời tiếp theo ok chưa cái số 8 à, là À, bạn như thế nào à mỗi ngày bạn đều tìm những cái câu châm ngôn tích cực các bạn thấy hôm nay các bạn thấy mỗi sáng mình hay tích những cái câu ngắn ngắn không ạ à? mỗi ngày bạn đi tìm những cái câu tuyên ngôn tích cực của những cái người rất là nổi tiếng họ nói và các bạn đọc một vài câu và bạn suy ngẫm về nó à ok chưa để giúp cho chúng ta có những cái hành động gì à? hành động đúng đắn và tuyệt vời giúp cho tư duy chúng ta nó tuyệt vời mỗi ngày các bạn nên nhớ là mỗi ngày à, Mỗi ngày bạn nên Tìm một cái câu chim trăm ngôn Hai cái câu chuyện trăm ngôn à, Chào bạn Juni Nguyễn Ok ngày mai sách sẽ giao cho em nha Mỗi ngày à, Mỗi ngày các bạn căng phải có những cái câu trăm ngôn à, Hay Bạn đọc Bạn nghiêng ngẫm lại à, Chào bạn là Tài Tân Hương em nghe tao nói em nạp lại năng lượng rồi ok tuyệt vời mỗi ngày bạn căng có những cái câu trong ngôn rất là hay để bạn gì à bạn nạp lại năng lượng cho mình à, và nghiêng ngẫm về nó rồi những người thành công họ có những cái câu rất là hay các bạn ơi à, và chúng ta nghiêng ngẫm lại ví dụ như ông xin giúp ông có cái câu nếu mà tôi có một phút để để làm một việc gì đó thì tôi dành ra tới 55 phút để chúng tôi chuẩn bị và chúng tôi chỉ cần có 5 giây để chúng ta làm thôi Điều đó có nghĩa là là gì? Nghĩa là cái sự chuẩn bị nó rất là quan trọng và đúng lại, đúng vậy. Trên cái hành trình mà làm kinh doanh đó thì mình mới mới thấy cái sự chuẩn bị là vô cùng quan trọng. À, nhưng mà đây những bạn trẻ, à, các bạn đang làm kinh doanh mà các bạn thiếu cái đi cái sự chuẩn bị, à, lao ra là làm thôi. Thật tuyệt vời mỗi sáng đều đọc một một câu của thầy Duy. Ok. À, cảm ơn bạn Ken Phúc rất là nhiều Các bạn vào Facebook của mình đi Sáng nay mình tiết cái câu gì các bạn biết không à các bạn nào vào cái facebook của mình đố các bạn sáng nay mình tiết cái câu gì đố các bạn á à. À, sáng nay mình mình mình, mình tiết cái câu gì các bạn gõ vào chào bạn hồng nhung ok tuyệt vời em vô muộn nên không biết hôm nay thầy giới thiệu về quyển gì mới không hôm nay thì không có cái quyển gì mới hết em mình vẫn có chỉ có hai cái quyển sách cũ đó thôi à bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ về đi à hôm nay mình tích cái câu gì sáng nay mình tích cái câu gì các bạn thấy không à, liên tục mấy tháng này sáng nào mình cũng tích một một câu sách thầy viết có gửi ra nước ngoài không nếu có thì tốt lắm mỗi cuốn sách là có một kho tàng hiện tại thì sách à, à, không gửi ra nước ngoài trực tiếp cho các bạn được à, và sách chỉ gửi ở trong nước và bạn nào muốn mua thì các bạn rất là đơn giản các bạn có liên hệ với người nhà của mình và người nhà của mình như thế nào người nhà của mình sẽ như nhà của các bạn sẽ chủ động gửi sách qua cho các bạn thôi và có bạn bên nhật có bạn bên đài loan có bạn bên hàn quốc vẫn làm như vậy chào bạn lê xuân dinh càng nhiều trải nghiệm đời bạn càng tươi dấn thân càng nhiều cuộc đời đẹp hơn ok đây là cái câu mà sáng nay mình mình tích câu nói là càng nhiều trải nghiệm đời bạn càng tươi dấn thân càng nhiều cuộc đời đã vẫn ok bạn trang việt Đó, sáng nay là cái câu tích của mình à, sáng hôm qua mình cũng tích ok chứ mình cứ mỗi sáng là mình có một câu à, và rất là nhiều bạn cảm ơn những cái câu tích của mình à, sáng hôm qua là mình tích cái câu thêm sức sống vào từng giây từng phút từng ngày từng giờ yes ok chưa thêm cái sức sống thêm cái sự sinh động của mình mỗi ngày nó như vậy và các bạn biết là có những cái câu châm môn Của những người thành công Họ nói hay kinh khủng Họ nói hay vô cùng luôn Và nếu mà các bạn chiêm nghiệm Và bạn quen chiêm nghiệm Và bạn quen làm cái điều đó mỗi ngày Con người bạn nó vô cùng tuyệt vời Đó là mình nói cái điều số 8 Bây giờ cái điều số 9 Các bạn sẵn sàng lên cái điều số 9 chưa ạ Hàng tuần các bạn cần phải lên kế hoạch À Ừ, và xem lại các cái mục tiêu của mình cái thói quen này là cuối tuần là bạn lên kế hoạch tức là bạn phải lên kế hoạch cho tuần tuần nào bạn cũng phải lên kế hoạch đây là một cái thói quen rất là tuyệt vời bạn phải biết ra được là, là à, tuần này thứ hai là chúng ta làm những việc gì thứ ba chúng ta làm những việc gì thứ tư chúng ta làm việc gì thứ năm làm việc gì thứ sáu thứ bảy tổng kết lại và lên kế hoạch lại cho tuần sau và chúng ta phải đánh giá lại cái gì chúng ta làm được cái gì chúng ta chưa làm được và chúng ta phải lên cái hạt hàng tuần các bạn có nhận ra điều này chưa chúng ta cần phải lên cái hạt hàng tuần đó như vậy phải đều nó như vậy đó là những cái con người mà họ rất là tuyệt vời và như vậy thì chúng ta mới đạt được những cái thành tựu trong cuộc sống phải lên cái hạt hàng tuần các bạn comment đây, điều số 9 là chúng ta phải lên cái hạt hàng tuần à hãy làm những cái điều này mỗi tuần khi thói quen bạn mới bạn mới có cái thói quen tuyệt vời được bạn mới có thói quen ý nghĩa được muốn làm kinh doanh được muốn làm chủ được mà không lên cái có học thì làm sao mà làm được à mình phải biết rằng là tuần này mình phải có bao nhiêu khách hàng à, tuần này à, Là mình còn những việc gì mình đang tồn động tuần này mà chúng ta cần phải đi gặp những cái người khách hàng nào tuần này chúng ta cần phải hoàn thiện một cái kỹ năng gì đó chúng ta phải lên cái hàng tuần tuần để chúng ta tiến lên về phía trước chứ mỗi tuần chúng ta cần lên phía hạch để chúng ta tiến lên một chút chứ chúng ta đâu có để nó đứng yên được chúng ta không có để cái việc đó nó tồn tại ngày này qua ngày khác được à và các bạn thấy điều này ý nghĩa chưa rất là ý nghĩa à, và cái thứ mười à cái thứ mười à, mình nói nhanh một chút xíu bởi vì à, giờ cũng trễ rồi đúng không hai mươi chuẩn bị hai mươi ba giờ rồi à, cái thứ mười đó là thứ gì à mỗi ngày các bạn phải gặp ít nhất một người thành công và thú vị để các bạn nói chuyện với họ G ghi số 10 vào cái số 10 là mỗi ngày mỗi tuần chứ mỗi tuần các bạn phải gặp ít nhất là một người thành công và thú vị để các bạn nói chuyện với họ gặp ít nhất ít nhất một người họ đang thành công và họ thú vị để các bạn nói chuyện với họ à các bạn dùng chưa khi mà các bạn nói chuyện với những người mà thành công và cái và cái cuộc nói chuyện với họ rất là thú vị thì nó làm cho cái con người bạn nó lớn lên rất là nhiều à, và tuần nào các bạn cũng phải làm nó như vậy à, chứ không phải là lâu lâu làm một cái ở đây mà nó là mỗi mỗi tuần mà mỗi tuần bạn phải làm cái việc này có thể là dành cuối tuần hoặc có thể là dành đầu tuần bạn cần phải có kế hoạch và bạn làm cái việc này vậy thì vừa rồi mình chia sẻ các bạn à, vừa rồi mình chia sẻ với các bạn à mười cái điều thứ ba thứ năm này à, thứ năm này à, mình sẽ có một cái lớp là cái lớp gì ạ à? cái lớp và học làm chủ à, lớp học kinh doanh miễn phí à, chia sẻ à, tại Biztraining tại cái trung tâm của mình bạn nào ở Bình Dương Đồng Nai